Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình quay mấy cây thả láng ruộng nha các bạn. Khu vực trên này là gần cầu Đất Đỏ, thuộc huyện Đất Đỏ nha, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đó, bây giờ lúa hè thu suốt rồi, bây giờ xới xạ lại nha các bạn. Đang thả láng lại đây. Lên sình, kéo lên sình táo. Đang kéo trên cồn xuống cái búng nha các bạn. Bên này thì mấy cây, cây sới. Cái tam giác này nữa là xong đám này. Hai máy luôn nha. Chạy số lẹ lên xới cái gốc kia, còn lại ít ngay gốc. Rồi đi vòng bao luôn. Qua bờ luôn các bạn ơi. Ngày mặt trời chói nắng quá nha. Quá mướt luôn. Xa xa đây là mình thấy là núi này núi Minh Đạm nha các bạn. Hai ba núi nó liền nhau nè. Núi Minh Đạm này ở Phước Hải nha, gần đây là mình thấy nhà thờ của Đất Đỏ.
láng hết rồi mới đánh đường nước nha các bạn. Cái này là trang đất nha, kéo ở trên cao xuống chỗ thấp nha. Nắng lên rồi nha các bạn, quá nắng. Cái này đánh đường nước đồ xong là chiều mới xả nha các bạn, sáng chưa có người xả, chiều mới có người xả. Mấy hỏi anh trục máy này, anh nói chiều, buổi chiều là trời mưa không ạ. Mấy bữa nay là 12 giờ trưa là bắt đầu là mưa tới chiều luôn. Xét luôn, đầu dáng xét luôn. Hay ra đá mũi trên là người ta xả rồi, đánh đường nước cái đó là xả ngày hôm qua, mà dính trận mưa lớn luôn, chắc có thể là cũng bị dụng chùm hết rồi. Này đi hai đường nữa là giáp đám này. Lối này là giáp đám này nha các bạn, xong chắc đánh đường nước á. Nắng lên quá tốt nha, nắng này mấy người xả lúa mới mừng nè.
không hút. Vụ lúa năm nay trúng quá trúng luôn mà gần thu hoạch bị một trận bão số 3 nha các bạn. Ngã quá ngã luôn. Thu hoạch cũng bị thất thoát à. Thất mới à. Tới giờ này cũng còn một số ruộng chưa suốt nữa nha. Láng thấy đều hết rồi mới là đánh được nước. Này mấy cây sới hai chiếc luôn. Trên này hai chiếc sới nữa. Trên này mấy cây tây trục. Trên này thì đang xạ. Thôi video mình quay đến đây kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Cho em nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đó. Giờ vô vụ lại xới lại rồi đằng xa lại tiếp nè. Sau vụ hạ thu nha. Rồi, chào các bạn nha.